Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu về các học viện tại Canada cùng với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về thủ tục hồ sơ du học Canada tại trường Marie Institute. Thì The Marie Institute dẫn đầu thế giới về việc đào tạo và nghiên cứu các vấn đề liên quan tới biển và hàng hải, cung cấp các chương trình giàu tính thực tiễn nhằm giúp cho sinh viên chuẩn bị cho sự nghiệp của mình. Nằm trong khuôn viên của trường đại học Memorial of Newfoundland, Marine Institute là một trong số các học viện hàng hải lớn nhất tại Canada, chuyên cung cấp hệ thống chương trình chuyên biệt về tàu biển mà không một nơi nào tại Canada có được. Bên cạnh đó, trường còn có một mức học phí ở mức rất là phải chăng nhất tại Canada và mang đến cho sinh viên một cái bằng cấp có giá trị trên toàn thế giới. Tiếng vang của học viện được gầy dựng từ sự nghiệp thành công của các cựu sinh viên tốt nghiệp từ trường với các chương trình chứng chỉ nghề cao đẳng, cử nhân đại học hoặc thạc sĩ của Học viện Hàng hải thuộc Đại học Memorial. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có được một sự nghiệp tuyệt vời, không những ở Canada hay Việt Nam mà còn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Sinh viên được áp dụng các chuyên môn mà họ đã được học trong các lĩnh vực như là thiết kế hoặc chỉ huy tàu, du lịch và các tàu đi biển, ngành thủy sản, nuôi trồng thủy sản bền vững và bảo vệ môi trường ven biển. Họ là những người dẫn đầu thế giới về lĩnh vực công nghệ thực phẩm và chất lượng nước. Học viện cũng nổi tiếng thế giới với những đổi mới trong công nghệ nghiên cứu các khía cạnh của đại dương về các lĩnh vực mới như là phương tiện điều khiển tàu ngầm từ xa, lập bản đồ biển, quy hoạch không gian biển và các thiết bị đo đạc biển. Cũng trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một thông tin mới là du học Canada không cần chứng minh tài chính. Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, đại sứ quán Canada tại thành phố Hà Nội và cơ quan di trú tị nạn và quốc tịch Canada phối hợp cùng với hiệp hội các trường cao đẳng và học viện tại Canada trân trọng thông báo về chương trình thí điểm mang tên gọi là Canada Express Study nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam có ước muốn theo học tại các trường cao đẳng thành viên tại Canada. Chương trình thí điểm sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 và kéo dài trong vòng 18 tháng, có thể sẽ được gia hạn và mở rộng sau đó. Chương trình Canada Express Study được hỗ trợ bởi ngân hàng Scotiabank, tổ chức tài chính hàng đầu tại Canada. Ngân hàng Scotiabank đồng ý cho sinh viên cơ hội sở hữu giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo. Thì sau đây sẽ là những ưu điểm chính của chương trình Canada Express Study. Ưu điểm trong quá trình cấp xét thị thực đối với hồ sơ xin học tại các trường thành viên tham gia vào chương trình này: hồ sơ chứng minh tài chính gọn nhẹ hơn. Tìm hiểu thêm về thông tin tư vấn về các như là chuyên ngành, mức học phí cũng như là kỳ khai giảng của trường ra sao, cũng như là tìm hiểu thêm và chi tiết hơn về chương trình xét duyệt visa ưu tiên là không cần chứng minh tài chính khi du học tại Canada, các bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879, hoặc các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi bằng cách lên văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi không có chi nhánh ngoài Hà Nội, chúng tôi có một chi nhánh tại thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.